Hello xin chào các bạn, mình là Yoho đến từ channel Quả Tệ. Các bạn có biết là có rất là nhiều những video có cực kỳ là nhiều view luôn, nhưng mà không phải vì những video đó hay và cái nội dung nó cuốn hút, mà là vì cái thumbnail nó đã gắn cộng lên hết 90% mà. Mà thumbnail thì nó sẽ có ba cái thành phần chính. Và thứ nhất là nó hơi kỳ cục một chút, tức là nó sẽ bỏ những cái tấm hình hoặc là những cái vật thể nó sai sự thật, nó phóng đại ra hoặc là làm kiểu méo mó để cho mình tò mò, mình click vô. Nhưng mà cái nội dung bên trong thì nó dở ẹt. Cái loại thứ hai thì nó còn kỳ cục hơn nữa, nó làm theo dạng clickbait các bạn. Ngày xưa thì mình bị lừa khá là nhiều, bây giờ thì ít đi, nó đỡ hơn này. Thường nó sẽ áp dụng vô cái loại mà du lịch hoặc là làm những vlog, mà thay vì nó để cái thumbnail là về vlog, về cái nội dung nó không, nó để những hình núi đồi hoặc là những cái rổ trái cây mà nó trưng bày lên trên đó, để cho những cái cánh mà giống đàn ông như mình thì ý là nói chung thì nó cũng thu hút mình để mình click vô để mình coi là cái rổ trái cây đó chất lượng ra sao. Hay cái trường phái trên thì nó hơi tà đạo một chút, cho nên nó vẫn còn một cái con đường chính đạo cho các bạn là những thumbnail mà nó có bố cục, phối màu và cái nội dung ở trên cái thumbnail đó nó cũng đàng hoàng. Người xem người ta sẽ biết được là mình nói về cái gì, sự thật nó ra sao, hoặc là mình thắc mắc một cái câu hỏi gì trong video và mình click vô, mình xem. Thường là những video mà có cái thumbnail như vậy á, thì nó khá là đầu tư về nội dung, về chất lượng, cho nên là coi nó cũng không có bị nhàm chán. Còn những cái loại mà trái cây á, thực ra các bạn coi khoảng 15-20 phút, các bạn chỉ thấy độ trái cây ở khoảng 1 hoặc là vài giây thôi. Ban đầu mình cũng nghĩ là nó sẽ có nhiều gian hàng khác hơn, nhưng mà không. Ấy, cái này quan trọng nè, trước khi mà làm cái thumbnail á, thì các bạn phải xác định trước được cái title của mình là gì, là cái tiêu đề của video đó nha. Đơn giản là cả cái thumbnail và cái title nó sẽ bổ trợ nghĩa cho nhau. Người ta xem cái thumbnail xong người ta không hiểu lắm thì mình sẽ đọc cái title để người ta hiểu hơn về nội dung, sau người ta click vô. Rồi, bước đầu tiên để các bạn làm được một cái thumbnail á, là các bạn phải sử dụng tốt những cái công cụ ở trong cái Photoshop. Thì cái thumbnail hôm nay mà mình hướng dẫn các bạn làm á, nó sẽ là thumbnail của ngày hôm nay, là của video này. Mình giải thích vậy các bạn đúng không? Đương nhiên là các bạn không cần phải biết hết công cụ của Photoshop đâu, chỉ cần biết một vài thứ nó quan trọng và nó tạo ra được nhiều cái hướng ở trong cái thumbnail của các bạn để cho nó gây ấn tượng là được rồi. Thứ hai, sau khi mà biết công cụ rồi á, thì các bạn phải biết phối màu, bố cục và chọn ra một cái style riêng để làm cho nguyên cả cái channel của mình. À quên, một số bạn đâu có chuyên về design nhiều đâu, cho nên để xác định style phong cách này nọ thì nó cũng hơi khó. Cho nên ở đây mình sẽ để một vài keyword, một vài cái trang web để cho các bạn coi, các bạn tham khảo. Cái thứ ba cũng quan trọng không kém là tìm đâu ra những cái tài nguyên để các bạn post về, sau đó các bạn bỏ vào trong cái thumb để trang trí cho nó. Mấy bạn design có kinh nghiệm rồi thì cũng nói, nhưng mà đối với những cái bạn mới chưa có kinh nghiệm thì rất là dễ bị lừa bởi những cái PNG fake, tức là những cái hình PNG các bạn tải về nó là PNG nhưng mà nó không phải là PNG. Ngày xưa mình cũng bị lừa mấy lần rồi, cho nên bây giờ kinh nghiệm đầy mình. Và đây là một số trang web mà các bạn có thể tải những cái tài nguyên nó miễn phí. Rồi ok, phần giới thiệu như vậy là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong cái Photoshop để mình hướng dẫn các bạn sử dụng các công cụ và làm ra một cái tấm hình cụ thể. Bước 1 là mình phải sử dụng một cái công cụ để tách cái chủ thể trong bức hình ra. Thường á là mình sẽ sử dụng cái công cụ Quick Selection Tool. Nếu mà muốn chọn thủ công ấy thì sử dụng cái công cụ này quét quanh cái chủ thể là các bạn sẽ chọn được. Còn nếu muốn nhanh thì chọn vào trong cái dòng Select Subject. Nó sẽ tự dùng AI để quét chọn cái chủ thể cho chúng ta rất là nhanh. Nếu mà muốn chọn thêm một cái vùng nào đó nữa thì click rồi chọn thêm. Còn nếu như muốn bỏ một cái vùng nào đó, ví dụ như cái vùng ở dưới ghế này, thì nhớ nhấn giữ Alt rồi nhấn vào thì nó sẽ bỏ đi cái vùng chọn đó cho các bạn. Mấy cái này thì cứ làm từ từ thôi, không có cần phải vội đâu. Sau khi mà chốt được cái hình mong muốn rồi á, thì các bạn qua cái phần layer, chọn vào cái layer mà chúng ta vừa tách hình á, các bạn nhấn Ctrl G thì nó sẽ tách ra cái vùng chọn thành một cái layer mới cho các bạn. Mục đích á, là để cho sau này nếu như các bạn muốn chỉnh lại cái làn da hay chủ thể cho nó sáng lên thì các bạn có thể chỉnh riêng nó một cách rất là dễ dàng và không bị lem qua những cái khác, ví dụ như là background hoặc là những cái vật thể khác các bạn thêm vào. Bước 2 á, là mình sẽ làm đen, làm tối cái background lại bằng cách là bấm vào trong cái icon ở phía dưới này, sau đó chọn vào trong cái dòng Exposure. Sau đấy là mình sẽ để cho cái layer exposure đó ảnh hưởng lên mỗi cái layer background thôi bằng cách là nhấn giữ Alt, sau đó đưa con chuột đến cái giữa vị trí của hai layer. Các bạn click phát thì lúc này cái hiệu ứng exposure nó chỉ ảnh hưởng lên mỗi cái layer background mà các bạn chọn vừa rồi thôi. Bây giờ mà chúng ta muốn cái làn da nó sáng đẹp hơn thì các bạn chọn vào trong cái layer hồi nãy mà chúng ta vừa tách á, bấm vào trong cái mục filter, sau đó chọn vào camera raw filter. Ở cái phần này á, thì các bạn chỉ cần chỉnh lại một chút ánh sáng, sau đó nếu như da có vấn đề về màu sắc hoặc saturation thì các bạn chọn vào trong cái phần color mixer. Phần này á, thì các bạn có thể chỉnh lại saturation, biến thiên màu sắc hoặc là luma tùy ý. Ở đây thì nó cũng chia ra nhiều cái vùng màu cho nên là các bạn chỉnh kiểu gì cũng được. Sau khi điều chỉnh mà hợp ý rồi á, thì các bạn cứ bấm vào ok.
Cái nguyên lý khi mà làm thumbnail thì các bạn phải cho một cái chủ thể hoặc một cái gì mà các bạn muốn người ta chú ý vào, nó phải pop ra khỏi cái khung hình. Còn những cái mà làm nền như là cái background thì một là các bạn cho tối, hai là cho một chút blur. Tiếp theo là để tạo ra một cái glow, một cái bóng sáng ở phía sau lưng thì các bạn tạo ra cho mình một cái layer mới bằng icon này. Để vẽ ra được nó thì mình sẽ sử dụng cái công cụ là Brush Tool. Ở đây thì các bạn nhớ chọn lại cái màu sắc mà các bạn mong muốn ở phía sau lưng nha. Để điều chỉnh lại cái brush này thì các bạn nhớ nhấn giữ Alt, sau đó click chuột phải, di chuột qua phải qua trái để tăng to giảm nhỏ nó. Các cái thông số của cái brush này thì các bạn cứ giữ nguyên. Có mỗi cái phần hardness thì là các bạn phải giảm thấp nó xuống để cho cái vùng chuyển của cái màu nó mịn hơn. Các bạn phải nhớ cái layer mà chúng ta vừa tạo hồi nãy phải kéo xuống phía dưới để cho cái nét mà chúng ta vẽ nó sẽ nằm ở phía sau lưng chủ thể. Ví dụ như bây giờ mình vẽ thì các bạn thấy nó sẽ nằm ra sau lưng, các bạn thấy không? Xong các bạn tạo ra cho mình một cái layer mới nằm ở cái khe này nữa. Vô trong cái phần màu của cái brush, các bạn đổi nó thành màu trắng, sau đó vẽ gần cái chủ thể. Cái cách làm việc của glow là ở bên trong nó sẽ trắng hơn và sáng hơn một chút. Thì ở đây các bạn có thấy là cái chủ thể của chúng ta nó được pop ra khỏi cái nền và nổi bật ra khỏi cái nền xanh luôn không? Bây giờ là mình cần cái chủ thể làm sao cho nó gắn với lại cái nền một chút, bây giờ nó hơi tách quá. Thì ở đây mình sẽ chọn vào layer người mà hồi nãy mình vừa cắt, rồi bấm vào trong cái mục FX, chọn vào trong cái dòng Outer Glow. Ở đây cái Outer Glow mình sẽ để cho cái màu của nó làm sao cho nó match với lại cái nền ở phía sau của mình. Thì đương nhiên là sẽ chọn là màu xanh rồi. Đương nhiên các bạn có thể phối những cái màu mà nó lên cạnh màu xanh để nó có một cái độ chuyển nó đẹp hơn. Bây giờ cái người của mình thì nó đã dính rồi nhưng mà nó chưa có kiểu fill đầy đủ ánh sáng cho lắm. Cho nên ở đây mình sẽ để thêm một cái dòng Inner Shadow. Thì cái ánh sáng của nó mình sẽ cho nó ăn vào người một chút. Chắc là mình sẽ để màu trắng thôi. Ở bước này thì nó cũng dễ hình dung thôi, các bạn chiếu một cái phần ánh sáng nào đó lên trên người thì nó phải ám vào trong da và trong áo, nó mới thật chứ đúng không? Rồi bây giờ nè, mình sẽ add thêm những cái hình mà mình sẽ làm kiểu vật thể để mình bỏ xung quanh cái người á. Ví dụ như video mình muốn làm về thâm thì mình sẽ để những cái thumbnail kế bên để cho các bạn hiểu à, đây là một cái thumbnail, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về cái thumbnail. Về bố cục á thì có rất là nhiều bố cục để cho các bạn tham khảo, nhưng nếu như mà chưa biết bắt đầu từ bố cục nào thì tham khảo cái quy tắc là 1/3. Ở đây thì khá là dễ dàng thôi, mình sẽ để cái chủ thể nằm ở giữa, còn mọi thứ còn lại nó sẽ nằm bên trái và chữ nó sẽ nằm bên phải. Còn nếu như một vài cái hình khác thì người ta sẽ để chủ thể bên phải, mọi thứ chữ gì đó thì nó sẽ để hết qua bên trái luôn. Cho nên là các bạn cứ làm mọi thứ nó basic, làm sao để người ta dễ nhìn vô nhất là ok, chứ đừng có bày vẽ nhiều bố cục quá, nó rất là khó nhìn một cái thumbnail. Tại vì cơ bản thumbnail các bạn thấy trên YouTube nó nhỏ xíu à, tập trung vào được cái gì thì tập trung. Sau khi mà các bạn sắp xếp xong các cái vật thể thì lúc này các bạn cần cho một chút ánh sáng hoặc là cái Outer Glow để cho cái hình, cái vật thể nó nổi bật lên. Cái mẹo để cho các bạn chọn màu của cái Outer Glow cho nó phù hợp với cái hình vật thể là các bạn quan sát xem cái vật thể nó có màu gì là chính. Sau đó các bạn chọn cái Outer Glow, cái màu na ná hoặc là gần gần cái màu đó là nó sẽ tự nhiên hợp lý. Bước tiếp là chúng ta cần xóa đi một vài cái hình ảnh nó không cần thiết ở trong tấm hình. Ví dụ như phần ngón tay cái của mình ở đây nó che cái thumbnail đi, nó không cho mình một cái cảm giác là mình đang cầm cái thumbnail ở trên tay. Thì để xóa được cái phần này đi, các bạn chỉ cần chọn vào trong cái layer mà có cái ngón tay, sau đấy bấm vào trong icon này thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái mask kế bên cái layer chính. Tiếp đưa chuột sang cái phần màu, các bạn đưa về cái màu đen cho mình, chọn công cụ brush là cái mà hay dùng để vẽ đó. Giờ các bạn chỉ cần dùng cái cọ vẽ lên cái phần ngón tay mà các bạn không muốn thì nó sẽ tự xóa đi thôi. Cái cách làm việc của cái mask này rất là đơn giản, nếu như các bạn vẽ màu đen lên thì nó sẽ biến mất, còn nếu như các bạn vẽ màu trắng thì nó sẽ trở lại như bình thường. Cho nên mình khuyên các bạn là nếu như đang dùng cái cách là xóa trực tiếp bình thường thì hãy chuyển sang sử dụng mask đi. Có gì thì chúng ta còn khôi phục lại được những cái mà chúng ta vừa xóa, nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tạo ra chữ cho cái thumbnail này, thì các bạn bấm vào trong icon này và tạo ra những cái font chữ mà các bạn muốn thôi. Bố cục sắp xếp thì các bạn sắp xếp làm sao cho nó ngắn gọn, đơn giản, dễ nhìn là được nha. Bây giờ mình muốn làm cho cái chữ YouTube này nó đẹp lên thì mình sẽ vào trong mục effect của nó, chọn vào trong cái dòng bevel và emboss. Thì cái hiệu ứng này sẽ làm cho cái chữ của mình thành một cái khối 3D. Và khi mà là 3D rồi nó sẽ có cái vùng sáng và vùng tối, thì các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Sau khi chọn được cái màu của YouTube rồi, các bạn trở lại cái bevel emboss, các bạn điều chỉnh lại một các cái thông số để làm sao cho cái chữ của chúng ta nhìn nó chân thực, nhìn nó đẹp. Nói chung cái này thì tùy vào trong cái mắt thẩm mỹ của các bạn, chứ mình cũng không hướng dẫn các bạn làm sao để cho nó đẹp được, tại vì style mỗi người nó mỗi khác mà. Nhưng ở đây mình vẫn có một cái mẹo cho các bạn dễ chỉnh, đó chính là phần highlight thì các bạn cứ chọn những cái màu nào mà nó sáng, nó gần với lại cái màu gốc. Còn cái phần shadow thì các bạn cứ chọn cái vùng nào nó tối tối, tự nhiên cái màu nó sẽ hợp lý à.
Và cuối cùng mình sẽ thêm cho cái hiệu ứng chữ này một cái drop shadow. Nó sẽ làm cho cái chữ mình nó đổ một chút bóng xuống phía cái background, và nó sẽ làm cho có cảm giác là nó ăn vào trong cái background hơn, nó dính cái nền hơn. Còn nếu như các bạn để bình thường không á, nó đứng một cách rất là tách biệt, nhìn nó rời rạc lắm. Cuối cùng á, là mình muốn copy cái hiệu ứng của layer chữ này sang các cái layer chữ khác. Thì rất là đơn giản, chỉ cần nhấn giữ Alt, click vào trong cái effect. Sau đó các bạn nhấn giữ, kéo nó sang cái layer chữ khác. Các bạn nhớ là cứ nhấn giữ, thả là ok. Sau màu sắc rồi á, thì bây giờ nếu như mà các bạn muốn điều chỉnh ba cái chữ này cho nó xéo lên một chút, nó mang một cái hiệu ứng nó nghiêng nghiêng á, nhớ nhấn giữ Shift, click, click, click vào đúng ba cái chữ. Các bạn có thể click thẳng trên cái màn hình luôn, còn không á thì click thẳng vào trong cái layer bên góc phải này nè. Sau đó bấm Ctrl T để hiện ra cái khung transform. Và nếu như muốn chữ xéo á, thì chỉ cần nhấn giữ Ctrl, sau đó click vào trong cái góc bên phải này và kéo lên thì cái chữ nó sẽ xiên thôi. Cuối cùng á, là cái background của mình nó đang hơi basic quá thì mình sẽ tải một vài cái hình ở trên mạng về. Ở đây thì mình có thể open, còn không á, các bạn muốn làm nhanh các bạn cứ quăng thẳng vô trong cái file mà đang làm cho nó lẹ. Ban đầu á, thì cái layer quăng vào nó sẽ nằm ở phía trên nè. Các bạn phải nắm nó, kéo nó xuống làm sao cho nó nằm ở trên cái layer background gốc là ok. Nếu như các bạn muốn nó trộn vô trong cái background của mình á, thì chọn cái blending mode của nó là thành screen. Lúc này thì cái nền của mình nó hơi nhợt nhạt một chút, cho nên là mình sẽ tạo ra thêm một lớp Hue Saturation cho cái layer mà mình vừa mới thêm vào. Các bạn nhớ link cái lớp Hue Saturation với lại cái layer mới bằng cách là nhấn giữ Alt, click phát là cho nó link nha. Tới đây thì chắc là mình sẽ chỉnh cái hue cho nó lạnh lạnh một chút. Còn nếu như các bạn thích tông nóng hay tím hay là nó magic hơn thì các bạn có thể thay đổi theo màu cyan hoặc là màu tím cũng được. Cuối cùng là mình muốn gộp tất cả những cái hình ảnh từ các cái layer mà mình vừa làm thành một cái layer thành phẩm. Thì các bạn cứ nhấn cái tổ hợp phím là Ctrl Alt Shift E thì nó sẽ ra một cái layer trên cùng. Và đây là một cái layer kết quả rồi, cho nên là các bạn có thể mang đi qua những project khác để các bạn chỉnh sửa tiếp cũng được. Và trên layer này thường là mình sẽ tạo ra cho nó một cái viền nét. Ý mình là cái viền đen bao phủ xung quanh cái layer cho nó có cái độ focus vào trung tâm á. Thì các bạn vào trong cái mục Filter, Camera Raw Filter, và các bạn chỉnh trong cái mục Effect nè. Thì chỉnh đến khi nào mà các bạn thấy phù hợp là ok. Lúc này thì file của chúng ta đã gần xong rồi. Bước cuối cùng là xuất ra thành một cái file thành phẩm. Thì các bạn vào trong mục file này export, chọn cái dòng export as á. Thì ở đây cái format mình sẽ thường để là PNG. Còn cái kích thước á, thì các bạn nên để là 1280x720. Đây là kích thước mà YouTube nó khuyến cáo rồi, cho nên là xong rồi đó. Các bạn chỉ cần bấm vào trong export rồi chọn cái nơi lưu. Và như vậy là các bạn đã có một cái hình thumbnail ở ngoài desktop rồi. Việc cuối cùng chắc là up lên YouTube thôi. Hey, nếu như các bạn đã xem tới đoạn nào rồi mà video hay và hữu ích nha, nhớ dập cuối cùng vô cái nút like để cho tụi mình không, thực ra là cái YouTube nó sẽ phù hộ độ trì cho cái channel của mình, mà nó sẽ có view và nó có lượng tương tác nó sẽ tốt hơn. Thực ra thì cũng là do cái người làm video mình thôi, nếu mà nó nhạt quá thì không ai tương tác là đúng rồi. Mà hy vọng là video này các bạn nhớ comment 1, 2, 3, 4 ở dưới để cho video này đẹp sắc một chút nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều, và đừng quên là quả đây cũng có khóa học về biên tập Dreamer chuyên nghiệp, rồi quả đây cũng có một channel Anime Rewind để cho các bạn enter giao lưu trao đổi với nhau ở trong đây. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.